Tôi biết ông rất là gian xảo, cho nên tôi đã dựng nên vở kịch này để bắt được ông. Có phải tại vì vậy mà công an mới không chịu tin những lời tố cáo của mẹ? Công an họ chỉ đóng kịch thôi. Tôi đã ra đầu thú trước đó rồi. Anh Kiệt, anh nghe nè, em báo công an chưa? Công an đang tới theo định vị mà anh gửi cho em đó nha. Anh cẩn thận đó. Được rồi, anh biết rồi. Công an đang bao vây bên ngoài. Đám đàn em của ông bây giờ chắc cũng đã bị bắt hết. Kết thúc rồi. Ngoan ngoãn mà chịu tội đi. Ba đúng là hết đường chạy rồi. Được, con cứ bắt ba mà giao cho công an đi. An, đang bị bao vây. Mẹ, bà Diệu. Mẹ, mẹ. Mày đem cái xác của nó ra ngoại thành chôn đi. Nè, nhớ làm dấu, để sau này tiện cho việc khống chế thằng Quân nữa. Dạ, em biết rồi. Đi nhanh đi. Cái gì vậy? Mở ra coi. Nó còn sống đây cả. Còn sống hả? Vậy giết nó luôn cho tao, để sau này tiện cho việc khống chế thằng Quân. Hả? Dạ, làm nhanh đi. Phương ơi, chính tay ba đã giết con rồi. Tại sao ba lại giết con? Chị nghe, đừng. Con thật con quá ba mà. Đừng ba. Bà xin lỗi con Phương à. Bà không cố ý giết con Phương à. Bà không biết con là con ruột của mình. Bà ơi bà. Đừng gọi ba nữa. Phương ơi, bà xin lỗi con. Bà ơi, sao bà giết con gái của bà vậy bà? Mẹ phải cố gắng lên. Trước đây con hay nói, con mong mẹ biến mất khỏi cuộc đời của con. Con sai rồi mẹ ơi. Con bất hiếu. Con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng chết nha mẹ. Con muốn được nhìn thấy mẹ. Cho tới khi nào con không còn được nhìn thấy nữa, mẹ. Mẹ đánh con đi. Hay là mẹ bắt con quỳ gối cũng được nữa. Mẹ ơi. Cầu mong là bà sẽ qua khỏi.
Mẹ đã hiểu lầm bả rồi. Mẹ đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với bả. Chị Xuôi. Ờ, chào bác. Chị Diệu sao rồi chị? Phẫu thuật tuy thành công nhưng sức khỏe của chị yếu lắm, sợ khó qua khỏi. Thằng An nó xin được ở trong đó từ tối hôm qua tới giờ. Xảy ra cơ sự ngày hôm nay, tôi cũng có một phần lỗi. Mẹ, mẹ ơi, bác sĩ ơi, mẹ tôi tỉnh rồi bác sĩ ơi. Mẹ, gọi bác sĩ nhanh lên. Mẹ ơi, cũng là An nè mẹ. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ráng giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Cậu, ông ngoại, anh Kiệt, thời hạn con xin bên công an đã hết. Bây giờ cậu với anh Kiệt chăm sóc mẹ giúp con nha. Cậu sẽ chăm sóc cho mẹ con tốt mà. Anh yên tâm đi, tôi sẽ coi gì như là người mẹ thứ hai của tôi. Tôi cảm ơn mọi người. Ngoại sẽ tìm luật sư giỏi nhất cho con. Con sẽ không sao đâu. Nhưng mà bản án lương tâm sẽ dày vò con suốt đời. Vì tham vọng mà con đã làm hại người con yêu, làm tổn thương liên lụy nhiều người. Con không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Con đúng là đã có rất nhiều lỗi lầm, nhưng con đã biết hối hận, tỉnh ngộ, dừng lại đúng lúc. Ngoại tin mọi người sẽ không trách con nữa. Con phải ráng cải tạo tốt, chấp hành tốt, để có ngày làm lại cuộc đời, chuộc lại lỗi lầm, con biết không? Dạ, con biết rồi. Ngoại cũng giữ gìn sức khỏe, đừng đau buồn vì con nữa nha ngoại. Gọi bác sĩ nhanh lên. Kiệt, kêu bác sĩ. Tay nó cử động kìa. Nhanh lên con. Để con gọi bác sĩ. Để lên. Thư ơi, Thư ơi, Thư. Thư, con tỉnh Thư. Lại đi con. Thư, bác sĩ. Bác sĩ, mọi người tránh ra đi. Tay nó nhúc nhích rồi. Thư, Thư. Tay nó cử động rồi bác sĩ. Công an nói ông muốn gặp chị Diệu tôi. Có chuyện gì vậy? Đúng, đây là điều kiện để tôi khai báo hết tội lỗi của mình. Bà nhận ra tôi không? Anh là người 20 năm trước đã bắt cóc con Phương. Ông bắt cóc con Phương hả? Là ông Vũ thuê ông phải không? Là bà Tuyết thuê tôi. Cái... ông nói cái gì? Là mẹ tôi hả? Bà giả vờ cứu con bà để quay lại với ông chồng. Trong lúc nhà cháy, bà Diệu đã vào cứu con bé và cứu cả tôi. Nếu cậu không tin, cậu xem vết trái ở dưới, ở cùi chỏ tay trái của bà. Hương Sẹo này đã từng nói, có ơn thì phải trả. Chỉ là lúc bà bị bắt, tôi cũng chịu ơn của đại ca, nên tôi không thể phản lại đại ca. Với lại tôi cũng đã trả ơn cho bà rồi. Anh trả ơn gì cho tôi? Tôi đã cứu con gái bà.
Tôi làm gì có con gái? Lúc trước tôi thấy bà đi kiếm con Vĩnh Phương, tôi cứ tưởng nó là con gái của bà. Nó là con của bà Tuyết. Tôi nuôi nó hơn 20 năm nay, cũng coi như là con gái của tôi. Nó là con nhỏ mà anh đã bắt cóc 20 năm trước. Thì ra là nó. Nhưng nó vẫn còn sống. Con Phương còn sống hả? Tôi vì nghĩ ơn bà cứu tôi năm xưa, tưởng nó là con gái của bà, cho nên tôi mới cứu nó. Nó giữ được tính mạng, nhưng do chấn thương sọ não cho nên nó bị điên. Tôi sợ đại ca biết nó còn sống sẽ truy sát và giết nó nữa, nên tôi đưa nó về quê để cho người nhà chăm sóc. Tính đợi đại ca hạ thằng Quân xong, tôi sẽ báo cho bà biết. Thôi cô, bình tĩnh đi cô. Tha tôi ra. Bình tĩnh đi mà. Tha tôi ra. Tha tôi ra. Bình tĩnh đi cô. Em bình tĩnh lại đi Phương. Phương, bình tĩnh đi em. Chị Diệu, quỳ xuống cho gì? Phương, quỳ xuống. Con xin lỗi mẹ. Từ nay về sau, con sẽ không bao giờ làm những chuyện xấu trái với lương tâm nữa. Con sẽ hiếu thảo với mẹ và ông ngoại. Mẹ tha lỗi cho con. Con không có lỗi gì hết, là lỗi ở mẹ, là lỗi ở mẹ. Mẹ, mẹ.
Bác sĩ nói mình nên từ từ khơi lại ký ức cho con Phương. Dì thấy ở dưới đó yên tĩnh, không khí trong lành, sẽ tốt cho sức khỏe của nó. Kiệt, thôi thì mình cứ để nó ở dưới đó. Con cũng nghĩ như vậy đó. Cứ để nó ở dưới đó đi, rồi mình mời bác sĩ về thăm khám cho nó. Dì sẽ giao quán phở lại cho con. Dì sẽ về đó ở để chăm sóc cho con Phương. Bà Tuyết, bà cho phép tôi cùng bà chăm sóc con Phương nha. Bà cứ về đó. Bác sĩ cũng nói bà thân thiết với nó từ nhỏ, mới có thể khơi lại ký ức cho nó. Có một ngôi chùa nuôi trẻ mồ côi đang cần người làm thiện nguyện. Tôi sẽ tới đó phụ giúp họ một thời gian. Lâu lâu mẹ sẽ về thăm con Phương và hai đứa nha. Chị hai, dù những chuyện quá khứ của chị tụi nhỏ nó biết hết rồi, nhưng mà mọi người đều bỏ qua cho chị mà. Chị đang đi làm từ thiện mà. Chị cũng cần một khoảng thời gian để nhìn lại những chuyện đã qua. Mẹ, tụi con tôn trọng quyết định của mẹ. Kiệt, Tú, mẹ cũng muốn xin lỗi hai đứa. Thiệt ra mẹ thông đồng với con Quyên để vu oan cho Tú, cài bẫy để cho Tú tức giận đánh con Quyên. Thằng Bách cũng là do mẹ thuê. Lúc đầu mẹ tính thuê thằng Bách tán tỉnh Tú để cho Tú ly dị con, nhưng do Tú không chịu cho nên mẹ mới dàn kịch để thằng Bách nó gạt con, để con ký đơn ly dị Tú. Tú, bác cũng nói dối con. Trước khi con ký giấy ly hôn, thằng Kiệt nó vẫn còn yêu con. Nó với con Quyên không hề có gian tình gì hết. Bác chỉ mong con tha thứ cho bác. Chuyện cũng đã qua rồi. Con với anh Kiệt cũng đã kết thúc. Con không có giận bác nữa đâu. Có thật là kết thúc không con? Chuyện tình cảm của tụi con dì không có tiện xen vô. Nhưng dì chỉ khuyên hai đứa, chuyện quá khứ thì cũng đã qua hết rồi. Nếu như thật sự còn tình cảm với nhau thì hãy cho nhau cơ hội. Đúng rồi, trải qua bao sóng gió, bây giờ con Tú nó cũng thay đổi. Thằng Kiệt thì nhận ra đâu là tình yêu đích thực của nó. Tha thứ cho nhau đi tụi con. Tú à, tha lỗi cho anh nha. Tha lỗi cho anh nha. Mình bắt đầu lại từ đầu được không? Con đừng nhéo đây. Đau đau lắm. Đây là con chó nhỏ. Con chó nhỏ. Còn đây là con chó bự. Con chó bự. Bây giờ con sẽ cho con hai con chó. Nè. Ủa cậu. Con xuống thăm mẹ con với ông Phương hả? Dạ. Mẹ con với con Thư đang nấu ăn ở dưới bếp. Để cậu xuống dưới kia mẹ con lên. Dạ. Con Phương nó đỡ rồi, nhưng mà chắc nó không nhớ con đâu. Đợi cậu một chút. Ây da, cậu cho con chó này nè. Phương à, anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh biết
Có thể em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn muốn nói, anh sẽ làm tất cả vì em. Phương à, em hãy nhìn đi, em còn nhớ gì về cô bé này không? Cô gái này vì tất cả những chuyện đã qua. Anh cứ gọi tôi là Thư đi. Mợ Thư là con người mù quáng, đánh mất cả bản thân, đã chết trong tai nạn giao thông đó rồi. Cô trở thành người như vậy cũng là do tôi. Trước đây tôi có suy nghĩ lệch lạc. Tôi nghĩ rằng cô và anh em cô là người đỡ tôi. Nếu như được lựa chọn lại, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cô và những người khác. Đúng vậy. Nếu được chọn lựa lại, tôi cũng sẽ chọn bỏ mặc anh, không làm mọi cách để trả thù anh, rồi biến mình trở thành một con người ích kỷ, lừa gạt cả em gái của mình. Tôi biết là anh yêu con Phương, nên tôi luôn muốn nó hận anh. Tôi quyết không cho hai người đến được với nhau. Chính tôi đã gián tiếp đẩy nó vào tình huống bị ông Vũ hại. Thứ tình yêu thù hận đó đã khiến tôi đau khổ, đánh mất cả lý trí, và suýt chút nữa đã phải tự hủy diệt cuộc đời mình. Khi tôi làm tổn thương cô, tôi cứ nghĩ là mình sẽ vui vẻ hả hê, nhưng không phải vậy. Dù tôi không yêu cô, nhưng cô thực sự là một người đặc biệt đối với tôi. Một người bạn đồng hành hiểu ý nhau mà tôi khó có thể nào tìm kiếm được. Tôi thấy tôi và anh giống nhau đó chứ. Cả về suy nghĩ lẫn tính cách, nhưng lại khác nhau ở quan điểm tình yêu. Đối với anh, những gì cùng cực sẽ không hút nhau, đúng không? Thật lòng tôi cũng không hy vọng cô tha thứ hay là chịu làm bạn với tôi. Tôi chỉ mong cô có thể quên đi những tổn thương mà tôi đã gây ra cho cô, và trở lại làm bạn cô khó tính như ngày xưa. Thật ra thì trải qua việc chết đi sống lại, tôi cũng thông suốt rồi. Tôi không còn cố chấp, cũng buông bỏ hết thù hận, ngay cả tình yêu dành cho anh nữa. Nhưng như anh nói, mình không thể làm bạn được. Tôi biết. Nè, lần này anh không đoán được ý tôi rồi đó. Anh là con của dì, dì như người mẹ thứ hai của tôi, cho nên
mình là anh em một nhà mà. Hôm nay tôi mới đi về, tôi vô thăm bà nè. Thời gian trôi nhanh quá, thấm thoát bà đã xa tôi 3 năm rồi. Những lúc như vậy, tôi được ôm bà trong lòng. Mọi người bây giờ, ai cũng được hạnh phúc, ai cũng thành công hơn xưa. Hệ thống phơi diệu của thằng Kiệt bây giờ lớn mạnh lắm, có mấy chục chi nhánh khắp cả nước. Còn tu vợ nó học xong cũng phụ chồng kinh doanh. Bây giờ nó đúng là con dâu cực phẩm chính hiệu của chị hai. Còn con Phương, nó cũng được nổi tiếng như thời trẻ trâu của nó, nhưng mà không phải trong show chậu. Cái tiệm bánh của nó nổi dữ lắm, quá trời học viên theo nó học để làm bánh luôn. Còn Thư thì quản lý quỹ từ thiện Đức Tâm của tập đoàn Thuận Phát. Tôi làm tài xế đồng hành với nó trên mọi nẻo đường làm thiện nguyện. Nhờ vậy, tôi thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Bây giờ kể ra người hạnh phúc nhất là thằng An. Nó vẫn bù đầu với công việc như ngày xưa. Bây giờ, mỗi tối có mẹ nó nấu cơm, đồ ăn ngon chờ nó về. Con thích ăn chè trôi nước. Dì Duyên chè trôi nước giống như con với mẹ vậy đó. Con là cục nhân, còn mẹ là cái vỏ. Mẹ luôn bao bọc và bảo vệ cho con. Nó đã có một gia đình thực sự, chỉ thiếu một người vợ. Con Phương đã hết hiểu lầm nó, nhưng vẫn còn thử thách nó. Tụi nó cứ ậm ờ không biết đâu mà lớn. Em chào chị. Dạ. Dạ có người tặng hoa cho chị. Có người tặng cho tôi hả? Dạ. Cảm ơn. Dạ. Chào chị. Chị Diệu với chị hai bây giờ đều được sống với các con của mình. Hai người đều muốn bù đắp khoảng thời gian 20 năm đã mất của mình. Chị hai rất là cố chấp, tới ngại mà chị cũng cố chấp nữa. Tới giờ chị vẫn ái ngại khi gặp chị Diệu. Dưới chờ tôi. Không, không lâu nữa đâu, tôi sẽ xuống dưới cho bà đánh. Bà chửi tôi, dễ thương quá à.
Con đừng đụng vô. Em nó còn nhỏ, đụng vô em nó đau, em nó khóc làm sao. Đâu có đâu, nhìn mặt nó dễ thương quá. Trời ơi, cậu nó đừng đụng vô mà. Trời ơi, nhìn nó kìa. Cái mặt nó đẹp xuất sắc luôn trời. Nó đẹp giống như là thiên thần vậy. Nó đẹp như như ông cậu nó vậy. Em lên đây chơi hả? Em lên mừng thôi nôi con của con Yến. Còn anh? Có dự án mới triển khai, cho nên anh vẫn hay đi đi về về. Mỗi lần lên đây anh đều ra nơi này. Không ngờ bữa nay lại gặp được em. Còn em thì đây là lần đầu tiên em trở lại đây. Có nhiều thứ thay đổi quá. Vậy em có gì thay đổi không? Cậu Út vẫn hay chọc em. Em của 3 năm trước là trẻ trâu, bây giờ em đã trưởng thành hơn xưa, tất nhiên là có nhiều thay đổi rồi. Nhưng có một thứ vẫn không thay đổi. Là gì? Em vẫn xinh đẹp như xưa. Nè, anh cười vậy là ý gì? Ý anh nói em nói không đúng hả? Không phải. Còn anh, anh có gì thay đổi không? Tất nhiên là có rồi. Anh đã không còn là một con người ích kỷ tham vọng, làm nhiều chuyện sai trái như 3 năm về trước. Mọi người đều thấy sự thay đổi của anh mà. Ai cũng mừng cho anh và cho dì nữa. Ông trời đã quá tốt với anh khi cho anh một con đường hoàng đương và một gia đình thực sự để yêu thương. Anh sẽ không bao giờ phạm lại sai lầm làm cho mẹ phải buồn phiền về anh nữa. Đúng rồi. Bây giờ thì mỗi tối dì đều chờ anh về để nấu cơm cho anh ăn. Dì nấu ăn ngon lắm á. Anh là sướng nhất rồi. Tính ra bây giờ anh đã cướp dì của em rồi đó. Hay là vậy đi, em nhận dì là mẹ của em, anh có chịu không? Vậy là hai đứa mình đều có chung một mẹ. Anh không có cần em gái đâu. Em đâu phải không có anh trai. Mắc mới gì phải nhận anh làm anh trai. Vậy là em chịu tha thứ cho anh rồi hả? Sẽ gọi bà là bà nội hai nha. Bà đừng nghĩ là tôi buồn. Tôi thật sự muốn như vậy mà. Trước đây đúng là tôi rất hận bà, bởi vì tôi nghĩ rằng năm xưa bà cướp anh Phong của tôi, 20 năm sau lại cướp con của tôi. Tôi không chấp nhận mình đã sai. Tôi không muốn mình mãi là kẻ thua cuộc, nên tôi làm đủ thứ chuyện tổn hại bà và cả mấy đứa con của tôi. Nhưng rồi biết bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi nhận ra bà xứng đáng là mẹ của các con tôi. Tôi nợ bà một lời cảm ơn. Mà từ trước tới giờ, vì sĩ diện, tôi chưa từng nói cảm ơn bà nhiều lắm. Bởi vì bà đã thay tôi chăm sóc yêu thương mấy đứa con của tôi. Tôi và bà tính ra cũng đã hơn 30 năm thăng trầm cùng với nhau. Biết bao nhiêu buồn vui, hiểu lầm, xích mích và cả nước mắt tổn thương. Không còn ai đúng ai sai, ai thắng ai thua ở đây nữa. Mình bỏ qua hết chuyện cũ nha, bà Tuyết à.
hãy cùng nhau chăm sóc con cái. Là cùng nhau chăm sóc con cháu của tụi mình.